Ái Phương và Lan Anh xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả đã đến với chương trình tin tức trong ngày. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 2 tháng 8 năm 2018, bản tin của chúng tôi gồm có những tin chính sau đây. Phó Tổng thống Mỹ tham dự lễ tiếp nhận hài cốt những binh sĩ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên. Tổng thống Donald Trump kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp chấm dứt cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga. Dự luật chi tiêu quốc phòng được đưa đến Tòa Bạch Ốc chờ Tổng thống Donald Trump ký thành luật. Có thêm nhiều viên chức ngành giáo dục bị bắt giữ ở Sơn La, Việt Nam. Kính thưa quý vị, sau đây sẽ là phần tin chi tiết. Mở đầu là bản tin thế giới cùng với Ái Phương. Ái Phương xin kính mời quý vị đến với bản tin đầu tiên của phần tin thế giới. Phó Tổng thống Mỹ tham dự lễ tiếp nhận hài cốt những binh sĩ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã phát biểu rằng những người con của nước Mỹ đang được trở về nhà khi ông tham dự lễ hồi hương hài cốt của những người lính Mỹ đã chết trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Các chuyên gia cho biết quân đội Hoa Kỳ sẽ bắt đầu một quá trình nhận dạng, có thể mất từ 3 ngày đến 2 thập kỷ để hoàn thành. Những hòm đựng di cốt được đưa về nước Mỹ không chỉ được coi là phần còn lại của các binh sĩ trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, mà còn là một thông điệp tốt lành được thực hiện theo lời hứa của lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 6. Trump cảm ơn Kim vì đã giữ lời hứa. Ông coi đây là một phần của các cuộc đàm phán về việc phi hạt nhân hóa của Bắc Hàn. Kính thưa quý vị, cuộc họp cấp ngoại trưởng các nước ASEAN lần thứ 51 bắt đầu tại Singapore. Vào sáng nay, Thủ tướng Singapore ông Lee Hsien Loong đã phát biểu khai mạc cuộc họp lần thứ 51 cấp ngoại trưởng của các nước ASEAN. Ông Lee nhấn mạnh sự cần thiết của việc tạo ra sự đồng thuận trong các nước ASEAN để tránh những hậu quả thay sự ảnh hưởng trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc và giữa Hoa Kỳ với các đối tác thương mại lâu năm là Liên minh châu Âu và Canada. Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan nói rằng Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực là một hiệp định thương mại tự do giữa các nước ASEAN và 6 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương khác, bao gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Nam Hàn và New Zealand, nên được hoàn thành vào cuối năm nay. Úc cam kết sẽ duy trì hòa bình khu vực đối với các đối tác châu Á. Ngoại trưởng Úc Julie Bishop đang có chuyến thăm kéo dài 3 ngày đến Malaysia. Phát biểu tại Kuala Lumpur khi gặp Phó Thủ tướng Malaysia Wan Azizah Wan Ismail, bà Bishop nói rằng nước Úc cam kết sẽ hợp tác với các đối tác trong khu vực để duy trì tình hình hòa bình và ổn định. Bộ trưởng Quốc phòng Úc đã thông báo rằng Hải quân Trung Quốc sẽ tham gia cùng 26 quốc gia khác trong các cuộc tập trận quân sự ngoài khơi bờ biển phía Bắc của Úc vào tháng này, tại một thời điểm mối quan hệ giữa Úc với Trung Quốc đang căng thẳng. Cuộc tập trận sẽ không liên quan đến mối quan hệ giữa hai nước. Các cuộc tập trận hải quân do Úc tổ chức cũng sẽ có sự tham gia của đồng minh chính Hoa Kỳ. Sau khi thăm Malaysia, bà Bishop sẽ đến tham dự diễn đàn khu vực ASEAN tại Singapore. Quay sang một bản tin tiếp theo, Trung Quốc cho biết sẽ trả đũa nếu Mỹ áp dụng các biện pháp thương mại khác. Trung Quốc cho biết nước này sẽ trả đũa nếu như Hoa Kỳ tiến thêm các bước cản trở thương mại. Sau khi một nguồn tin cho biết, chính quyền Trump đang đề xuất đánh thuế 25% trên 200 tỷ Mỹ Kim giá trị hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản nói với một cuộc họp báo hàng ngày tại Bắc Kinh rằng áp lực của Mỹ về thương mại sẽ không hiệu quả và Bắc Kinh vẫn kiên quyết sử dụng biện pháp đối thoại để giải quyết các vấn đề thương mại. Thuế suất 25% là mức cao hơn gấp đôi so với mức 10% ban đầu và là một nỗ lực để gây áp lực, buộc Bắc Kinh phải nhượng bộ về thương mại. Mức thuế sẽ ảnh hưởng đến hàng ngàn loại hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm các sản phẩm thực phẩm, hóa chất, thép, nhôm và hàng tiêu dùng từ thức ăn cho chó, đồ nội thất và thảm tới lốp xe, xe đạp, găng tay bóng chày đến các sản phẩm làm đẹp. Nguồn tin tiếp theo đến từ Indonesia. Indonesia tổ chức các cuộc tập trận chống khủng bố trước Asian Games. Các cuộc tập trận an ninh đã được tổ chức ở Jakarta khi Indonesia tổ chức cuộc Asian Games vào cuối tháng này.
Trong một tình huống được dàn dựng, một vụ nổ đã xảy ra làm rung chuyển lối vào của một khách sạn. Sau đó, một con tin bị bắt và phải nhờ đến sự giải cứu của cảnh sát. Mối quan tâm về an ninh đang được chú ý khi Indonesia thỉnh thoảng xảy ra các cuộc tấn công chiến binh. Chính quyền nước này đã tổ chức ít nhất 2 cuộc tập trận chống khủng bố tương tự khác để bảo đảm rằng các nhân viên đặc biệt được chuẩn bị để chống lại bất kỳ mối đe dọa an ninh bất ngờ nào trong cuộc sự kiện thể thao sắp tới. Quân đội Indonesia cho biết những nơi có thể bị đe dọa bao gồm các khu vực xung quanh sân vận động chính Bung Karno và làng vận động viên. Asian Games 2019 sẽ diễn ra từ ngày 18 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, được ước tính sẽ thu hút gần 17.000 vận động viên và các quan chức cùng hơn 100.000 khán giả. Hàng chục ngàn cảnh sát và sĩ quan quân đội sẽ được triển khai trong các trận đấu ở Jakarta và thành phố Palembang ở Nam Sumatra. Tin từ Syria, quân đội Syria giành quyền kiểm soát hoàn toàn vùng lưu vực sông Yarmouk. Một video được đăng tải bởi quân đội Syria cho thấy lực lượng chính phủ đã kiểm soát vùng lưu vực sông Yarmouk ở phía tây nam của đất nước. Theo kênh truyền hình Al-Manar của nhóm Hezbollah nói rằng Syria và các đồng minh đã chiếm toàn quyền kiểm soát khu vực này. Những hình ảnh trong video cho thấy các dấu hiệu của nhà nước Hồi giáo được vẽ trên các tòa nhà bỏ hoang. Các chiến binh đã đốt cháy các xe quân sự vừa để lại trên phố. Họ cũng để lại đồ đạc cá nhân còn lại trong nơi trú ẩn. Xe tăng quân đội Syria và máy bay quân sự cũng có thể được nhìn thấy trong đoạn video nói trên. Quân đội đã chiếm giữ căn cứ chính của nhà nước Hồi giáo tại thị trấn Sazara hôm thứ Hai. Đến nay chỉ còn lại một vài làng vẫn còn trong sự kiểm soát của một băng nhóm ISIS được gọi là quân đội Alin Bal Al-Walawit. Một thông tin tình báo cho biết đang có từ 1.000 đến 1.500 quân nội dậy đang chiếm giữ khu vực bị bắn phá nặng nề bởi các cuộc không kích. Khu vực nông thôn là nơi cuối cùng của phía nam Syria đang diễn ra giao tranh. Quân đội đã kiểm soát biên giới với vùng cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng và hầu hết các tỉnh phía đông. Khách du lịch nói về đợt nắng nóng ở Tokyo. Kính thưa quý vị, khách du lịch ở Tokyo đang phải chịu sức nóng mùa hè khủng khiếp ở Tokyo khi mức nhiệt độ liên tiếp tăng cao đến mức kỷ lục. Theo tờ Kyodo News Agency, 96 người ở trung tâm Tokyo đã chết vì say nắng hồi tháng trước, tăng gấp 4 lần so với năm ngoái, và hàng chục ngàn người phải nhập viện. Nhiệt độ đã giảm xuống vào tuần trước sau khi một cơn bão mang theo không khí mát hơn trên toàn quốc. Nhưng đến ngày hôm qua, nhiệt độ đo được trên nhiệt kế thủy ngân ở Tokyo đã lên đến 35 độ C. Khách du lịch từ Hoa Kỳ và Tây Ban Nha đến thăm ngôi đền nổi tiếng Sensoji ở thành phố Akasaka cho biết họ cảm thấy nóng hơn so với đất nước của mình. Khách du lịch từ Nam Hàn cho biết ở đất nước của họ cũng bị ảnh hưởng bởi đợt nắng nóng tương tự, nhưng sức nóng ở Tokyo là tồi tệ hơn. Những người lái xe kéo trên đường cho biết du khách phàn nàn rất nhiều về thời tiết nắng nóng. Được biết, du lịch tại Nhật Bản đã tăng mạnh trong vòng 5 năm qua do việc xin visa dễ hơn và đồng yên giảm giá. Lượng du khách đến Nhật Bản sẽ được dự đoán tăng nhanh khi nước này chuẩn bị tổ chức Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020. Kính thưa quý vị, không chỉ những người dân Nhật Bản phải chịu cái nóng oi bức này mà người dân Nam Hàn cũng khổ sở với đợt nắng nóng kỷ lục. Một đợt nắng nóng với nhiệt độ cao kỷ lục đã tràn đến Seoul, khiến người dân phải sống trong sự oi bức khó chịu. Một số cư dân ở Seoul đã che nắng bằng khăn ướt và ngâm chân trong suối để có thể chống chọi với cái nóng, trong khi các nhân viên cứu hỏa đã phun nước để giúp làm mát nhà của người dân. Cơ quan khí tượng Nam Hàn cho biết họ đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất ở Seoul từ trước đến nay là 39.6 độ C kể từ khi họ bắt đầu lưu giữ thông tin này từ năm 1907. Cơ quan này cho biết thêm rằng thời tiết nắng nóng sẽ kéo dài trong một thời gian do áp suất khí quyển trên cao của Tàn Quốc. Trong khi đó, tại Hongcheon, cách khoảng 100 km về phía đông bắc của Seoul, thành phố này đã công bố mức nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay được ghi nhận ở Nam Hàn là 41 độ C. Vừa rồi là phần tin tức thế giới. Xin quý vị đừng rời khỏi băng bằng 18.14. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau một vài phần thông tin thương mại để bảo trợ cho đài.